miếng này cùng làm hết luôn anh em đây kìa, căng chưa? Đều cơ. Phát này căng đấy. Chú mà chơi được hay không ấy. Chú mà chơi kiểu này thì hơi bị căng ấy. Rén luôn đấy. Đấy. Cháu nhìn cháu rén luôn rồi đây. Ui ôi. Chơi hết luôn. Căng chưa? Anh em căng chưa? Phát quấy anh em ạ. À. Cổ vũ chú dọn đây anh em ơi. Ôi giời. Cẩn thận phía sau là ao ấy chú dọn nhá. Chào anh em nhá. Hôm nay là mình với chú Sọn vào rừng anh em ạ. Để tìm nhặt hạt rẻ về ăn. Nếu mà được nhiều thì anh em mình mang đi ván đấy các bạn. Hạt rẻ rừng. Nhưng mà mới được có một ít thôi. Này là không đủ ăn rồi. Có trên cây này có nhiều đấy các bạn ạ, trên cây đây hạt rẻ trên này, nhưng mà nó chưa rụng nhiều ấy, bây giờ nó mới bắt đầu rụng một ít thôi. Cây này có nhiều đây, rụng nhiều này. Đây các bạn này, hạt rẻ rừng này rất là thơm và ngon đấy các bạn nhá. Đây cái này là hạt rẻ tự nhiên nhé, không phải cái này là không cần trồng nữa. Không như mấy cái hạt ở chợ mà hạt to to ấy, nó không ngon bằng cái hạt này đâu các bạn. Chú vừa ăn để hên chứ. Trên kia thấy gì đấy không thấy à? Lấy nhiều chú chọn nha. Cây này nhiều đấy. Này anh em ơi. Quá nhiều. Hạt rẻ lấy nhiều nhưng mà mỗi tội mỗi hạt hơi bé nhá. Bé. Bằng nhưng này mà... là chọn đấy. Nhưng mà mình sẽ nhặt những hạt nào to to như kiểu này mới lấy thôi. Bé quá thì bọn mình không lấy đâu anh em ạ. Ăn khó. Cái này đi luộc lên xong xào để cho nó thơm ra. Nổi chiến thuật anh em ạ. Chú dọn à, trèo lên để rung thôi anh em ạ. Nó chưa rơi ấy. Chưa rơi. Chưa rơi nên là phải này, treo. Cây này nó hạt to tí. Cây này hạt to lắm đấy. Nhiều. Ừ. Quá nhiều nhưng mà rung nó không rơi không đấy. Cẩn thận nhá chú nhá. Trèo như con khỉ. Khả năng là rơi nhiều đấy cây này. Hạt thì to nữa. Cao phết đấy anh em ạ. Rồi. Đấy, uy tín chưa? Nó có rơi không? Ui, rơi đấy, rơi nhiều đấy. Ôi. Ừ. Này là trúng quả rồi. Ừ. Phát này là được cây này anh em mình về nhà thôi. Nhặt xong cây này là về thôi anh em ạ. Ui, rơi nhiều phết đấy. Ôi, anh em ở đây rơi đây. Đây. Ui, hạt to như này cơ mà anh em tới đây. Ui giời, rơi vào người lâu quá. Thế này. Ui. Sướng chưa? Ui. Ừ. Thoải mái rồi chú Sơn ạ. Nhặt được cây này là quá uy tín rồi đấy. Hạt to thế này cơ mà. Ăn như này mới sướng đi anh em. Sướng cái mồm luôn đi. Ui giời. Ui, giá mà có cái que mà vụt đi thì rơi nhiều hơn chú Sọn nhỉ? Hả? Giá mà có cái que để vụt đi nhỉ? Đúng rồi. Cũng rơi mà, rơi nhiều mà. Ui, lên tận cao. Lên tận ngọn nó rồi anh em ạ. Này. Ui. Đây anh em.
sạp to như thế này cơ mà, nhặt sướng tay luôn, không như nhặt hạt vé đâu anh em ạ. Anh em mà muốn ăn hạt dồi rừng, không phải hạt dồi, hạt rẻ rừng ấy, thì liên hệ mình nha, mình nhặt cho anh em nha. Cứ cân 100 là anh em mình với chú Soạn thì đi nhặt cho anh em nhé. Đấy. Nó hơi vớt đấy anh em ạ, không phải là nhặt hạt rẻ là nhặt dế đâu. Hạt to luôn. Ôi, thế nhiều đi. Ui, nó tốt ế quá chứ. Ở bên này mà, nó rơi bên dưới đi. Nhặt sướng tay luôn đấy. Nhặt hạt to này. Cái này là to rồi. Hạt này khác rồi. Nhưng mà có cây hạt còn to hơn cây này ấy nhỉ. Vâng. Có cây to lắm đấy. Nhưng mà nói chung là cây này cũng được rồi. Cây này là quá to rồi anh em ạ. Đạt tiêu chuẩn rồi đấy. Hạt hạt rẻ rừng thì hạt như này là to nhất rồi đấy. Đúng loại một luôn. Này mà nó to rồi. Rung thì nó mới rơi. Phải lên trèo lên tận cây để rung. Nếu không thì nó để đậy nó tự rơi thì phải đậy lúc trời nắng nhiều ấy. Chứ mùa này thì ít nắng lắm. Và mùa rét rồi. Chắc lại tầm gần tháng nữa nhỉ. Nó mới rơi nhiều nhỉ. À, cái đấy là chọn. Ừ. Mới chọn được. Cuối cùng cũng đã về đến nhà. Hạt rẻ nhỉ. Wow. Chú Soạn này mà mình nhặt được hôm nay chắc hơn cơn, chắc là hơn một cân. Nếu mà nhặt đi bán thì lỗ không được. Hai người nhặt được từng này thôi anh em ạ, vì nó chưa đến mùa của nó ấy. Nhắm dưỡng đến bia thì mà của cây đã đạt được đo lên. Rồi bây giờ là mình sẽ mang đi luộc bé hạt rẻ từ trước, xong là mới vớt ra để xào lại anh em. Những cái nào nó nổi là nó không có, nó giống rồi đấy nhỉ. Có con nó ăn mất rồi, bị mọt ấy, con mọt nó ăn đấy anh em. Nên ăn đấy. Mà ăn cũng không được ăn. Ăn thì cũng có gì để ăn đâu. Ăn những hạt nó chìm ấy. Hạt nào mà nó nổi thì thôi rồi. Hạt nào nó lung lưa nhiều là cũng bỏ được. Thế bạn lại mới chia bạn cảm ơn. Đúng được là một nồi nha anh em nha.
tầm 3 cân rưỡi. Ngày hôm nay làm món gì đấy chú Sợ nhỉ? Món cá sống ghém. Hôm nay lại chơi món cá sống à? Vâng. Cá sạc chấm mù tạt luôn. Vâng. Có vẻ có vẻ hấp dẫn đấy anh em ạ. Đấy, có sẵn chưa? Có rồi. Được rồi. Cái trời hẳn cá chép ấy. Còn con này chắc là tầm 5-6 lạng ấy nhỉ? Đúng rồi. Ăn là hơi đủ. Đủ no. Cái này chấm mù tạt với chấm cháo đi. Xem chấm cái nào ngon. Làm hai lớp chấm nhá. Mọi người nhá. Bắt ra luôn, bắt ra làm luôn thôi. Đó là lao rồi. Đuổi đâu rồi. Đấy. Đến giờ ăn cơm rồi anh em ạ. Em cá này vài lạ. Cá này cá này là da thịt của nó phải nói rồi. Cá chép này. Nếu mà cá mè thì với cá chám thì phải to nhá, phải hơn 2 cân lên. Cá mè này. Nhưng mà ăn cá chép thử đi. Cá chép. Cá chép trước tiên là muốn ăn sống thì phải lột da ra trước nha. Lột da. Cũng làm như cá chấm này, cá mè đấy. Chẳng qua cái này là mình chấm luôn trực tiếp luôn thôi nhỉ. Đúng rồi. Thì thấy cái rau ghém này. Lá sung này. Tiết của nó cũng nhiều phết đấy chứ. Cũng có tiết như là cá chấm sắp chết thế. Cái này nó còn khỏe mới. Còn khỏe. Thịt đấy. Của nó đây mình rồi. Đỏ chó đấy. Chưa. Đây. Một mình thì một con này là vừa lủ ấy chú nhỉ. Lủ thôi. Ăn nhiều người ta lại vào tham quá. Có phải là ăn lên này là thôi mà. Đấy, ăn nhiều mà. Ăn nhiều món đấy nhỉ. Đấy. Cái gì cũng phải thử. Đúng rồi. Thử để viết chứ không? Nhưng mà muốn làm ngon hay là không ngon thì cũng từ mình chế. Do mình chế nữa. Do gia vị, do nước chấm nữa nhỉ, đúng không? Đúng rồi. Lá cây để ghém nữa. Đấy, nhà muốn ăn thì trước tiên phải lột da ra, xong lấy xương ra anh em ạ. Bởi vì con này to rồi. Nó không như ăn cá nhảy đâu nhé. Tầm này nó cũng có xương rồi đấy. Có rồi, xương to. Xương to đấy. Nhìn thịt cá này nhìn cũng ngon phết đấy chứ nhỉ. Lột ra kiểu này khác hẳn nhỉ. Xương đấy không nhỉ? Xương. Xương được quá. Xương có ăn được đâu.
thử xem ăn được không. Thử ăn xương luôn à? Ôi giời. Xoài. Ăn được thì nó ngọt mà. Ừ. Không đùa đâu. Xương nữa. Ăn luôn xương các bạn. Ừ. Vậy láo còi cũng chưa già mới đâu mà. Chưa già đâu. Các bạn thử đoán xem chú còi được bao nhiêu tuổi rồi nhá. Chắc là ít người đoán chúng lắm đấy. Nhai được thì nó ngọt hơn. Này, nhai cái này răng cũng phải khỏe nữa đấy nhỉ. Đúng rồi. Răng cũng khỏe. Răng cũng khỏe không nhai được. Giờ món này không phải nhia chú Soạn nha. Vâng ạ. Rồi quá chào tuyệt mọi người vời nhá. Luôn. Đây anh em ạ, thịt thịt cá chép. Tươi giói giói luôn này. Nhìn nhìn là phê dạ, rồi anh em ạ. Không để lau luôn nhá. Đây à, hạt rẻ mà mình mấy chú Soạn là đi tìm ấy anh em ạ. Ở trên nồi bọn mình vẫn đang luộc. Cái này bọn mình mang ra một đĩa ăn trước. Đây bây giờ chú Soạn sẽ chấm với một loại là nước chẩm chéo này. Nước chẩm chéo bọn mình đang bán khô. Anh em nhá. Chẩm chéo khô. Chẩm chéo thì có hai loại. Chẩm chéo ướt và chẩm đây là loại ướt này. Thì bọn mình vẫn đang bán là 50k một lọ. Anh em nào cô gì chú bác nào mà muốn lấy chẩm chéo về ăn thử thì liên hệ với mình anh em nhá. Đảm bảo thơm ngon luôn. Bọn mình tự giá bằng thủ công, giá bằng tay anh em ạ. Nói đấy, tiếng Thái là chẹt chẹt nhá. Mọi người nhá. Chẩm chéo. Chẩm chéo nhá. Hôm nay thì trực tiếp là chú Soạn sẽ lấy món chẩm chéo này pha với nước cho mọi người xem luôn. Để chấm với cá chép tươi. Quên cái thìa nhỉ? Lấy thìa, đây có thìa đây. Thìa này, này ấy một tí này, nước này. Đây anh em nhá, cách pha chẩm chéo rất là đơn giản này, luôn. Đây cái rượu. Đây này nước đấy. Anh em có gì chú vác nào mà mua chẩm chéo về thì cứ việc lấy ra thôi, múc lấy ra tầm một thìa này. Đấy, cách pha chẩm chéo không? Siêu cay luôn nhá. Cái này là siêu cay luôn anh em ạ. Đấy, chắc. Bạn nào anh chị em nào mà ăn được cay thì cứ việc lấy ra nhiều, còn mà ăn được ít thì không ăn được cay mới thì lấy ra ít các bạn ạ. Bây giờ cho nước lọc vào thôi. Cho nước lọc. Bây giờ chỉ cần việc cho nước lọc vào xong là chấm thôi anh em ạ. Cái đấy loại chẩm chéo ướt đấy. Chéo ướt. Sẽ pha với ngũ tạc. Đi thôi nhỉ. Đi thôi. Miếng cay rồi. Mù tạt là cay quá rồi, chú còn cho nhiều như thế đi. Có được không? Được. Nổi không? Được. Cái này do chú tự pha nhá. Như anh em chấm với mù tạt đây là căng rồi đấy. Bây giờ còn cho cả ớt chẩm chéo vào nhiều như này nữa. Rồi, bây giờ cho mù tạt vào đi. Thêm mì chính. Nếu người ta không ăn được mì chính nhiều là nó lủi rồi nhá. Mì chính chẩm chéo thì bọn mình đã cho lủ gia vị rồi anh em ạ, không cần phải thêm đâu. Chẳng qua là cái này là cho mù tạt thì chú Soạn này sẽ cho mì chính một tí. Bởi vì có người đây là mình ăn mì chính nhiều. Ăn mì chính nhiều à? Hóa ra là thế. Thì các bạn mua về thì không cần phải thêm cái gì đâu, chỉ việc lấy ra chấm thôi các bạn ạ. Cái chẩm chéo kia là chú chấm khô à? Chấm khô lên à? Thế này.
Nói chung là chấm khô cũng được, tùy người, người thích. Chấm mát bên nào ngon hơn là chấm đấy, tùy chọn. Đây một tạt thế anh em. Có mùi gì không? Mùi nó có thấy mùi gì làm việc không? Cái hang muối đấy. Hang muối à? Người đây cũng đã căng rồi nhỉ. Đấy. Nhưng mà pha với chẩm chéo nó sẽ thơm ngon hơn đấy nha. Đúng rồi. Chứ ăn một tạt không thì nó kiểu được là phải có cái chẩm chéo này. Đúng rồi. Thêm. Đặc biệt là nó sẽ thơm ngon hơn ấy. Rồi, được chưa? Đấy là chén rồi. Thì ăn này làm hớp rượu. Nằm mời mọi người nhé. Đây ạ. Nhìn không kém gì mà thịt cá chấm đâu ấy nhỉ. Cứ sợ nhỉ. Nhìn này. Nhưng mà nó không đỏ mấy. Không đỏ mấy thôi. Cá chấm thì nó còn to mà. Đúng rồi. Cái này cá thì chép thì nó như này là chuẩn rồi đấy. Đây, chấm một tạt lên luôn. Lên chưa? Tăng. Không như ớt. Ớt thì ráo còi, không phải tí tát mồ hôi rồi chảy nước mắt đấy nhá. Những người ăn một tạt thấy căng lắm. Mình thấy chú Sơn ăn kiểu bình thường ấy nhỉ. Không bình thường đâu. Không bình thường. Gần tát mồ hôi ra đấy. Gần tát mồ hôi. Nhưng mà ôi, ăn như căng thế quá lình rồi đấy. Được, được. Thế nào, có mùi vị không? Ngon. Ngon. Chớ mùi tạt này. Vẫn ngon à? Ngon. Nhưng mà phải biết cách pha cơ nha, phải biết pha với chẩm chéo này thì nó lại sẽ ngon hơn. Thì nghiện luôn đấy anh em ạ. Chấm nhiều quên luôn cả tên đấy. Ơi rồi. Sao sao? Phát này, phát này căng hơn à? Chớm à? Nhiều quá. Chớm nhiều. Nhưng mà vẫn ngon. Còn nhớ người yêu cũ chưa? Chớm vào thường quên hết đấy đó. Láo còi là nếu mà ăn ớt thì nó không sạc. Cái này thì càng quá. May mà có chẩm chéo nó pha đấy. Đúng rồi. Nếu mà ủ tạc không là không được đâu. Nhưng mà không ngon đâu. Đây cái lá này, lá to này cũng lá gì ấy? Lá gì ấy? Lá này mình không biết gọi tiếng phổ thông đâu. Tiếng Thái là tiếng Thái mình thôi. Miệng thứ ba càng ngày nó càng lên ấy, kiểu anh em nó càng lâng lâng lên ấy. Ừ.
Ấy càng kiểu này, nó thông đầu óc luôn đi nữa. À, thông cả mũi ấy, thông cả mũi. Đến từng chán đây này. Nếu mà mình vị cái gì nó nọ kia một tí thì chớm cái này nhá. Đấy, thông mũi đấy. Có khi khỏi ngay đúng không? Đúng rồi. Mình che chấm tẩm chẩm chiếu thì ngon. Ngon. Thế mà ớt thì không vì sao. Chẩm chiếu thì khỏi nói rồi. Chẳng qua muốn thử cái mù tạt kia pha chẩm chéo thôi đó. Ngon nhưng mà cái này ngon hơn. Pha với mù tạt ngon hơn à? Ngon hơn. Hay về cái này thì là cái này chất tanh. Nó khử mù tạt, khử tanh nhỉ. Là mình không lấy nước măng chua thần thánh để chấm mùi tạt. Cái này là thịt sống là vẫn chấm được, ngon. Quá hợp luôn đấy nhỉ. À, đúng rồi. Hôm nào mới thử. Cái này nếu mà anh em ủng hộ nhiều thì chớ mà con S nhỏ ấy, X thì không chơi được rồi, con to. Chắc ăn được đấy, chớm cái này. Càng quá. Đấy, cơm khô nhá. À. Lúc đầu thì nhai là không bị sao ạ. Ăn vào xong rồi xong rồi nó mới nổi lên này. Hình như nó nổi lên như nhớ người yêu cũ ấy. Nếu mà vừa nói thế nọ ấy kia, ôi ôi, nổi lên lên đấy. Nhớ người yêu cũ. Tưởng quên hết rồi chứ còn nhớ à. Càng nhớ ra. Nhưng mà nhớ quên tên. Đấy. Mùi tạt này có người là ăn khỏe. Như trên mình thì bây giờ mới bắt đầu tập ăn thôi nhỉ. Đúng rồi. Ít người ăn lắm. Bình thường ít người ăn được đấy. Bình thường là có ai mua về ăn đâu. Ăn thịt tạt này cứ phải như này thôi anh em ạ. Cái này là tát hết mồ hôi. Chú Sòn còn ăn khỏe rồi đấy. Nhiều người không ăn được 2-3 miếng đâu đấy. Thì ăn mấy miếng rồi. Căng nhỉ.
nó không như ớt. Không làm ớt ăn được. Mà công nhận cái người mà tạo ra cái mùi tạt này cũng hay nha. Đúng rồi. Chẳng nhất nó lấy cái gì kẽm mà nó mới bị như thế. Nhưng cay thì nó không cay đâu, nó chỉ kiểu là nó xé, nó kiểu gì khó tả nhỉ, mùi tạt đấy. Lấy nó làm mình lên nóc luôn đấy. Bao ấn lào thì không sao. Ăn vào nhai nhai tí rồi nó lại lên. Một lúc thì nó lại ấy thôi. Nó không cay lâu như ớt. Này thấm nhiều nhá. Cái này lau hết mồ hôi nhá mọi người nhá. Cái này chắc mồ hôi hơi nhiều ấy. Khi này. Càng lúc là chú Sơn càng tăng lên. Lên. Giải tỏa. Được đấy. Một nốt được. Càng ngày càng kìm hãm được đấy. Chỉ không kìm hãm được mồ hôi thôi. Họ ăn được nhiều có biết cách ăn hay không? Nếu mà pha làm chiếu như này thì chắc chắn là sẽ ăn được nhiều hơn thật. Đúng rồi. Ăn ớt thì không tát được mồ hôi ra như này đâu. Ăn cái này thì lợi hại hơn đấy. Nó nguôi nhanh thôi. Còn nếu mà nó ngảo như thế này thì không ăn được đâu. Hơi căng. Quá hơi căng. Chấm nhiều hơn à. Chảy nước mắt chưa? Nước mắt rồi. Sao lại khóc ấy? Chú ấy khóc hay nhớ vợ à? Nhớ vợ nhớ con à? Nhớ vợ nhớ con. Cố lên chú ơi. Nhưng mà vừa mới thấy về thôi mà nhỉ. Sao vẫn nhớ? Từ giờ ngày nhớ con nhớ vợ. Mới xa vợ có một tí nhớ rồi. Chịu rồi. Thôi không phải khóc chú ạ, cố lên. Đấy. Nó lại nguôi nhanh thôi. Nếu mà 2-3 phút thì nó không nguôi thì chắc chỉ ăn được 1-2 miếng này. Mà có cái này ghém thì nó lớn hơn tí.
ghém là không phải thiếu cái lá sung nhé. Lá sung là hợp nhất rồi nhỉ? Hợp nhất. Chấm là cứ phải như thế đó. Đúng rồi. Ngon quá. Ôi dồi. Ăn ngon rồi đấy. Nhưng mà mỗi tội là rơi nước mắt mồ hôi thôi. Kiểu nó như tra tấn mình một tí nhỉ. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà ăn nhưng mà vẫn ngon, nhưng mà chẳng qua là nó hơi cực một tí anh em ạ. Đúng, ăn ngon thật đấy. Không được nghiện món này là khổ ấy. Tăng luôn nhá mọi người nhá. Ui, phát này nhiều, dính nhiều hơn này. đừng có khóc nữa nha. Tí là sắp được về với vợ con rồi chú ạ. Nhớ vợ nhớ con là nhớ lúc này rồi đấy. Quên vợ con quên tên vợ mất rồi thì không được rồi nha. Thế nếu mắt chảy rồi anh em mấy cái phát này. Phát này. Nói thật với anh em là cái món chẩm chiếu nó cay rồi ấy. Cho mù tạt vào nữa thì này. Nhưng mà chẳng qua là nó có vị thơm ngon ấy, nó đủ gia vị ấy, chẩm chéo ấy anh em ạ. Nó sẽ ngon. Rồi. Đấy. Đây cái miếng là xương à? Xương đấy. Xương cá nha anh em nhá. Ăn cả xương luôn này. Vì còn trẻ thì cái gì cũng phải thưởng thức. Đúng rồi, sau này nhưng sao? Mà nhai thì nhai được thì nó ngọt hơn ạ. Nó đây ngọt hơn à, đúng không? Đúng ngọt rồi. Hơn thịt nữa đúng không? Đúng rồi. Hóa ra là thế. Người ta bảo là ngon từ thịt, ngọt từ xương. Đúng rồi. Cái gì nó cũng có căn nguyên của nó anh em ạ. Chấm kèm chấm chéo luôn. Còn cắn thêm miếng tỏi nữa. Xương hơi nhai lâu. Ăn có vẻ bình thường hơn nhỉ? Kiểu thịt nó ngấm cái mù tạt nhiều hơn đúng không? Bởi vì mình khóc nhiều rồi, uống rượu vào thì sợ khóc thêm. Hôm nay thì làm một cốc đấy. Quên người yêu cũ thế phải uống ít thôi, nhưng uống nhiều thì
Lá này ăn cũng ngon, ngọt. Mà tùy từng người thôi, có người không ăn được. Ui, khủng. Khủng luôn nhá. Hết ý rồi, cái này. Lại bờ. Quá căng rồi. Nhìn nó căng rồi anh em ạ. Anh em có ăn được như chú Sọn không? Ăn được. Nói chung là ăn quá linh rồi, ăn được nhiều phết rồi anh em ạ. Gần hết cả lía cá chép của mình rồi. Đây lía thịt cá ngon chép. Mà. Cười nhá. Ngon thì mới được ăn được nhiều thôi nhá. Còn không ngon thì ăn được ít thôi. Rau ghém thì gồm có rau lá sung với rau vỏ khai. Cái này là không biết tiếng phổ thông rồi. Hòm ham. Nói chung là rau thơm đi nha. À, đấy. Đây cũng là phần xương của nó hay thịt? Không, thịt thôi. À. Thì cái này dính nhiều một tạt tấm đấy này. Rồi. Phát thành ngấm mồm. Phát nữa. Lẻ tát mồ hôi hết. Ăn nhiều có khi nghiện không chú Sợn? Nghiện đấy. Nghiện à? Có người thì ăn cái khác vào thì nó không ngon mồm ấy. Có cái này thì nó mới ngon ấy. Rồi phát nữa. Sao rồi chú? Nếu mà nó mà hăng lau thì không ăn được rồi. Khả năng không ăn được đúng không? Nhưng mà nó chỉ một thoáng thôi nha. Thoáng kiểu như cơn gió tháng qua anh em. Ăn cái này là nói chung là lúc mà lau ăn thì nó mới lên thì nó kiểu sướng sướng ấy nhỉ, đúng nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà nó lên quá thì hơi bị căng ấy. Lúc nào lên thì mình kiểu nó thông hết não ấy. Thông hết óc luôn.
uống một người ăn được. Hôm nay nó lại kết hợp với món chẩm chéo của bọn mình nữa thì khỏi nói rồi. Ngon thì phải càng ngon hơn. Phải có chẩm chéo mới ngon. Công này, cái này công là không ngon đâu nhé. Không ăn thua. Không ăn thua. Chảy hết nước mắt nước muối rồi. Thịt cá chép này có ngon bằng thịt cá chấm không? Không. Không ngon bằng. Ngon hơn. Ừ. Nhưng mà vẫn ngon nữa. Có ngon, ngon nhưng mà thua cá chấm vì cá chấm nó còn to nhỉ. Đúng rồi, thua cá chấm cá mè. Nha, nốt anh em nhá, nốt miếng này là thôi. Đúng rồi. Cũng no rồi. Đây này. Miếng này cùng làm hết luôn anh em đây kìa. Căng chưa? Điều cơ. Phát này căng đấy. Chú mà chơi được hay không ấy. Chú mà chơi kiểu này thì hơi bị căng ấy. Rén luôn đấy. Đấy. Cháu nhìn cháu rén luôn rồi đây. Ui ôi. Chơi hết luôn. Căng chưa? Anh em căng chưa? Phát quấy anh em ạ. Cổ vũ chú dọn đây anh em ơi. Ôi giời. Cẩn thận phía sau là ao ấy chú dọn nhá. Đấy. Được. Cấm có khóc cái phát này được về nhà rồi. Thôi. Ôi giời, vẫn bình thường anh em ạ. Phát này là... Đây, tát hết mồ hôi. Rồi. Đấy. Quá tuyệt vời anh em ạ. Tuyệt vời luôn. Chú sợ là trời phát quấy quá uy tín rồi, quá đẳng cấp luôn nhá. Đấy, anh em ạ, anh em mà muốn chú Sọn ăn món gì thì để lại comment phía dưới anh em để chú Sọn ăn cho anh em xem nhá. Nhưng mà anh em phải thấy bình luận của anh em nhiều nhiều vào thì mình mới làm cho anh em xem thôi. Cứ 1-2 bình luận thì anh em lại nói mình nhá. Anh em cứ bình luận nhiệt tình vào, thấy bình luận nào mà nhiều ấy, bảo chú Sọn ăn cái món gì nhiều nhiều thì mình sẽ cho chú Sọn ăn cho anh em xem. Chú Sọn ăn được mọi thứ luôn anh em nhá, không ngán gì đâu. Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Anh em còn anh em nào muốn mua chẩm chéo về ăn thử thì liên hệ với mình qua số Zalo là 0843000977 các bạn nhá. Ngoài ngoài chẩm chéo thì mình có ớt ngơm nữa này. Ớt ngơm này của mình cũng bán như chẩm chéo các bạn. Ớt ngơm này là vừa thơm vừa cay. Cay hơn, nói chung cay hơn chẩm chéo nhá. Ai mà ăn được cay hơn thì chọn ớt ngơm này. Rồi cảm ơn anh em nhá. Rồi chào nhá. Chào nhá. Chào chị, hôm nay em lại lên giới thiệu cái chẩm chéo nhà em đang bán. Chéo nhà em thì vẫn là hai loại thôi, chẩm chéo khô và chẩm chéo ướt. Chẩm chéo nhà em thì do nhà em tự làm và cam kết với chị là chuẩn bị của dân tộc Thái trên Tây Bắc. Thì nguyên liệu bao gồm có là muối này, bột ngọt, hạt sủi, lá chanh, mắc khén, tỏi, ớt và rau muối anh chị nhé. Em tham gia ở đây thì có chẩm chéo khô nên là chẩm chéo khô. Anh chị dùng để chấm quả, chấm cả đồ ăn vẫn được và dùng làm gia vị ướp, đồ nướng các thứ đấy. Anh chị dùng cả khô này cho em. Còn bên này là chẩm chéo ướp. Chẩm chéo ướp này thì nó hợp nhất là chấm đồ luộc, thịt luộc các thứ đấy, rau củ quả luộc anh chị ạ. Cả ăn lẩu ăn nướng thì rất là hợp. Để cho anh chị thích loại nào mình đặt về mình thử.